điều trị với thực hành lâm sàng. Buổi hội thảo được phối hợp thực hiện bởi văn phòng đại diện GlaxoSmithKline tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học chuyên ngành lao và bệnh phổi Hội phổi Việt Nam. Trong buổi hội nghị khoa học trực tuyến ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu báo cáo viên của buổi hội thảo là tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bác sĩ sẽ chia sẻ cho chúng ta những thông tin cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm điều trị trong cái điều trị hen phế quản. Sau đây xin kính mời bác sĩ Thu Hương bắt đầu phần trình bày. Kính chào quý đồng nghiệp. Kính chào quý đồng nghiệp, rất vui được gặp lại quý đồng nghiệp trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong một thời điểm hết sức là trong tình trạng cố gắng là bình thường mới, thì hiện nay thì chúng ta tập trung điều trị COVID, nhưng mà có những vấn đề chúng ta cũng rất cần quan tâm, đó là hen phế quản. Những bệnh nhân nông COVID cũng cần được chăm sóc đầy đủ. Thì buổi hội thảo hôm nay tôi sẽ nói những vấn đề về quản lý hiệu quả hen phế quản, những cái hướng dẫn mới trong thực hành lâm sàng, và từ những hướng dẫn này chúng ta sẽ thể hiện như thế nào trong thực hành lâm sàng của chúng ta như thế nào. Phần trình bày của tôi sẽ gồm có ba chủ đề, vấn đề chính, đó là hen phế quản và những cái guideline hiện nay, vai trò của nền viêm và liều cố định chủ động trong hen phế quản và sử dụng SABA hợp lý trong hen phế quản. Xin lỗi quý đồng nghiệp, sao cái này nó không chạy. Thì đây là hen phế quản thì chúng ta cũng biết rồi, định nghĩa hen là rất là kinh điển rồi. Bệnh hen là một cái bệnh rất là đa dạng, được đặc trưng bởi viêm mãn tính đường dẫn khí. Tuy là nó đa dạng nhưng mà cái điểm đặc trưng của nó vẫn là viêm mãn tính đường dẫn khí. Và nó sẽ thể hiện ở những cái triệu chứng hô hấp như là ho, khó thở, khò khè, nặng ngực. Và triệu chứng hô hấp và giới hạn luồng khí nó sẽ rất là thay đổi theo thời gian, cả về tần suất cũng như là độ nặng. Cái định nghĩa rất là kinh điển nhưng mà chúng ta luôn nhớ nó là một cái tình trạng là viêm mãn tính đường dẫn khí. Và cái tình trạng viêm mãn tính đường dẫn khí là cơ chế bệnh sinh chính của hen phế quản. Và viêm chúng ta cũng biết là hen phế quản chủ yếu là viêm qua con đường TH2, có nghĩa là liên quan tới những cái interleukin 5, interleukin 4, interleukin 13, viêm tăng bạch cầu ái toan. Có nghĩa là những bệnh nhân như hen thì sẽ chủ yếu người ta sẽ đáp ứng với những cái thuốc kháng viêm như là ICS. Và chúng ta cũng biết là nếu những cái hiện tượng viêm của hen nó vẫn có những hiện tượng là viêm tăng phản ứng phế quản, và nếu có tình trạng viêm đi viêm lại như vậy, viêm đi viêm lại, đường thở đây là người thở, đường thở của người bình thường, còn nếu mà triệu chứng các viêm cấp tái đi tái lại nhiều lần, bệnh nhân vô đợt cấp rất là nhiều lần thì sẽ dẫn đến những hiện tượng là viêm mãn tính. Và viêm mãn tính như này nếu chúng ta không can thiệp kịp thời, không điều trị đầy đủ thì nó sẽ tái đi tái lại, nó có thể dẫn tới cái hiện tượng là tái cấu trúc đường thở. Ở đây chúng ta thấy là bệnh học tái cấu trúc đường thở của hen thì chúng ta thấy là nó sẽ, đây là đường thở của người bình thường nè, cái lòng phế quản rất là thông thoáng, còn đường thở của bệnh nhân hen thì nó như thế này. Và chúng ta thấy là nó sẽ có những hiện tượng là tăng cái số lượng mạch máu và xơ dưới niêm lắng đọng collagen, cũng như là tăng phì đại tuyến dưới niêm, cũng như là tăng sản là phì đại cơ trơn. Từ đó cái lòng phế quản nó hẹp lại, cũng như là nó có những cái dẫn đến hậu quả là có thể là tắc nghẽn đường dẫn khí không hồi phục. Và chúng ta cũng cần, trong điều trị chúng ta cũng cần thời gian để có thể bình thường hóa những cái dấu ấn của hen. Ở những bệnh nhân hen chúng ta cũng biết rồi, khi chúng ta điều trị thì các triệu chứng nó cải thiện rất là sớm. Có thể bệnh nhân có một tuần điều trị, bệnh nhân có thể đã hết triệu chứng rồi, cải thiện triệu chứng rất là sớm. Nhưng mà để cải thiện cái chức năng hấp, cải thiện cái lưu lượng định buổi sáng, cũng như là giảm cái sự sử dụng mà thuốc SABA cắt trên, cũng như là giảm được cái hiện tượng tăng phản ứng phế quản, thì nó cần thời gian, và đặc biệt là cần thời gian có thể là tuần, tháng hoặc là năm để cho cái hiện tượng mà tăng đáp ứng phế quản này nó giảm. Và một cái hướng dẫn của Gina, hiện nay thì chúng ta cũng biết là bác sĩ chúng ta đa số sử dụng Gina này giống như một cái kim chỉ nam á, giống như một cái kinh thánh trong điều trị hen. Và
Chúng ta cũng biết là có những thay đổi rất là lớn từ GINA 2019 và hiện nay là 2020, 2021. Thì 2021 là cũng là một cái thay đổi, cũng trong đó người ta sẽ phân ra cái bắt đầu điều trị ở bệnh nhân người lớn và hen thiếu niên được chẩn đoán thì bắt đầu điều trị người ta sẽ phân ra làm track 1 và track 2, có nghĩa là liệu trình 1 và liệu trình 2. Ở đây chúng ta thấy là có những sự thay đổi về liều lượng của cái ICS. Thì thường chúng ta thấy ở các bậc điều trị thì cái liều ICS người ta hướng về cái liều thấp hơn, cũng như là người ta có những cái khuynh hướng là sử dụng thuốc cắt cơn, là thuốc kiểm soát cộng với thuốc cắt cơn được ưu tiên, và thuốc kiểm soát và thuốc cắt cơn khác. Khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta cũng thấy là có hai cái cách tiếp cận là track 1 và track 2. Là ở đây là chúng ta thấy là cùng với thuốc kiểm soát thì chúng ta sẽ có những thuốc cắt cơn được ưu tiên, ví dụ như step 1, step 2 thì người ta có thể sử dụng ICS và Monteron khi cần. Mà chúng ta biết là ở những cái hướng dẫn của GINA 2018 á, thì có thể là bậc 1 này có thể người ta không có sử dụng tới cái ICS mà người ta có thể chỉ là SA-3 khi cần thôi. Còn một cái track 2 để có hướng tiếp cận khác thì chúng ta sẽ sử dụng những thuốc cắt cơn khác, mà ở đây thuốc cắt cơn khác có nghĩa là SA-3. Và SA-3 ở đây người ta cũng nhấn mạnh là khi chúng ta sử dụng SA-3 thì chúng ta phải sử dụng ICS. Ở đây như bậc 1, ICS bất cứ khi nào chúng ta sử dụng SA-3. Và người ta cũng nói rằng liệu trình 1 đó là track 1 đó, thì được ưu tiên nếu bệnh nhân kém tuân thủ. Thường những bệnh nhân chúng ta biết là có những bệnh nhân hen của chúng ta người ta cũng không có thích theo một cái hướng dẫn của bác sĩ, mà người ta thích làm theo ý người ta, khi nào người ta có triệu chứng người ta sẽ mới điều trị thôi. Thì người ta cũng nói rằng liệu trình 1 ưu tiên nếu bệnh nhân có vẻ kém tuân thủ với kiểm soát hàng ngày. Có những bệnh nhân này không có thích phải sử dụng thuốc hàng ngày. Và cũng nhấn mạnh là liệu pháp chứa ICS được khuyến cáo ngay cả khi triệu chứng xuất hiện ngắt quãng, vì nó sẽ làm giảm nguy cơ xảy ra cơn hen cấp nặng và nhu cầu sử dụng corticosteroid toàn thân. Ở đây cái hướng dẫn từ GINA 2019, 2020 và 2021 thì chúng ta biết là có một cái sự thay đổi rất là lớn trong vấn đề sử dụng SA-3. Và vì sao người ta đưa vào những cái hướng dẫn track 1, track 2, và chúng ta biết là lúc nào người ta cũng nhấn mạnh tới sử dụng ICS khi mà chúng ta sử dụng SA-3, bởi vì chúng ta biết là bệnh nhân của chúng ta thì khả năng tuân thủ của người bệnh rất là hen đó, đặc biệt là những bệnh nhân mà trẻ tuổi còn đi làm thì người ta rất là ngại tới khám, và người ta khi thấy triệu chứng là bớt rồi thì có thể người ta không quay lại với bác sĩ. Bệnh nhân trẻ thì người ta đáp ứng thuốc rất là tốt, có khi là một tháng là người ta không còn một cái triệu chứng gì, thậm chí là một tuần người ta không còn triệu chứng gì, sau đó là người ta bỏ bác sĩ luôn. Có nghĩa là bác sĩ mà điều trị quá tốt thì có khi người ta cũng bỏ bác sĩ nữa. Thì chúng ta biết là ở khả năng tuân thủ của bệnh nhân hen thì 50% người lớn và trẻ em là không tuân thủ đúng điều trị lâu dài. Và có rất nhiều yếu tố liên quan đến tuân thủ kém. Tuân thủ kém một cách vô ý, có nghĩa người ta không hiểu cái hướng dẫn của bác sĩ. Người ta quên hoặc là không sinh hoạt đều đặn hàng ngày hoặc chi phí đắt quá. Có rất là nhiều lý do về cái tuân thủ kém là do vô ý. Nhưng mà tuân thủ kém cố ý, đặc biệt là vấn đề tuân thủ kém cố ý này thì thường gặp ở những người mà người ta hơi có một cái ít kiến thức ấy. Người ta lo sợ hoặc người ta đọc sách báo nhiều, người ta cho rằng là điều trị lâu dài là không cần thiết, hoặc là người ta đọc những cái hướng dẫn, những cái nói về cái tác dụng phụ của ICS chẳng hạn, hoặc là không hài lòng với nhân viên y tế, hoặc là kỳ thị, hoặc vấn đề chi phí. Ngoài ra cũng liên quan tới việc thuốc hay là phác đồ, ví dụ như khó dùng những cái dụng cụ hít, khả năng cầm nắm của bệnh nhân kém, ví dụ bệnh nhân bị viêm khớp, hoặc là phác đồ phức tạp, nếu mà dùng quá nhiều lần, quá nhiều ngày, quá nhiều dụng cụ thì người ta sẽ có thể người ta không tuân thủ. Nói chung là có rất nhiều lý do khiến cho bệnh nhân của chúng ta không tuân thủ. Ở đây là cả thế giới luôn chứ không phải Việt Nam. Khoảng 50%, có nghĩa là một nửa là không có tuân thủ. Thì tuân thủ điều trị kém có thể bắt nguồn từ một số hiểu biết không chính xác của người bệnh. Người ta quan niệm là chỉ sử dụng thuốc khi mà có triệu chứng. Từ đó, từ cái quan niệm này, người ta dẫn tới hành động là không dùng thuốc kiểm soát hàng ngày.
mà chỉ dùng khi nào có triệu chứng xấu đi. Người ta cũng có thể là quan niệm là corticoid dạng hít có nhiều tác dụng phụ. Thì hội chứng sợ steroid, đặc biệt khi chúng ta khám với những bệnh nhân nhỏ tuổi, đặc biệt là phụ huynh luôn luôn hỏi chúng ta là liệu con tôi sử dụng cái thuốc hít này lâu dài nó có ảnh hưởng tới xương không, có ảnh hưởng tới chiều cao của em bé không. Cái chuyện câu hỏi này là chắc tôi nghĩ là bác sĩ nào cũng gặp, và người ta lo sợ về cái vấn đề ảnh hưởng của corticoid, có nghĩa là nghe chữ corticoid là thấy sợ rồi đó. Còn những cái thuốc giãn phế quản hiệu quả hơn và steroid dạng hít không mang lại, do mang lại hiệu quả, có nghĩa là người ta thấy là giãn phế quản thì hiệu quả hơn là ICS. Bởi vì chúng ta thấy là khi bệnh nhân sử dụng những cái thuốc giãn phế quản thì hiệu quả ngay lập tức. Cho nên khi mà chúng ta phát cho bệnh nhân hai loại thuốc, một loại thuốc ngừa cơn, một loại thuốc cắt cơn, nếu mà chúng ta không giải thích cho bệnh nhân đầy đủ hoặc là tái khám chúng ta không kiểm tra lại, thì có thể người ta chỉ sử dụng có một loại thuốc cắt cơn thôi. Bởi vì người ta sử dụng cắt cơn xong người ta thấy là hết triệu chứng, trong khi sử dụng những cái thuốc có màu, có nghĩa là những cái thuốc mà có ICS trong đó, thì người ta lại cảm thấy là xịt rồi không có hiệu quả, cho nên từ đó dẫn tới cái chuyện là người ta không ngưng luôn thuốc có ICS mà người ta chỉ sử dụng thuốc cắt cơn thôi. Và người ta cũng quan niệm là các thuốc điều trị lâu dài thì không cần thiết sử dụng cho bệnh nhân hen, từ đó người ta dẫn tới cái hành động người ta là không cần sử dụng thuốc hàng ngày. Có nghĩa là từ những cái quan niệm sai của người bệnh thì dẫn tới hành động của họ là không tuân thủ điều trị. Và trong cái phần quan niệm sai của người bệnh này thì cũng có một phần, một đó là cái hướng dẫn của chúng ta cũng chưa thật đầy đủ. Khi mà chúng ta quá bận rộn hoặc là khi bệnh nhân có quá nhiều cái thông tin đi, trong thời đại 4.0 người ta quá nhiều thông tin để người ta có thể truy cập, để người ta đọc được những tác dụng phụ mà người ta không đọc những tác dụng chính, thì từ đó người ta dẫn tới những cái hành động của người ta. Thì các guideline điều trị hen trên thế giới chúng ta thấy là cũng điểm qua những cái hướng dẫn guideline, và đặc biệt là ở đây chúng ta thấy là GINA là ở đâu cũng nói tới GINA, bởi vì đây là chiến lược toàn cầu về hen mà, cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ phải được nói tới nhiều nhất, cái chuyện này cũng là hợp lý. Tuy nhiên chúng ta thấy là bên cạnh GINA còn rất là nhiều những cái hướng dẫn khác, đặc biệt là những cái hội lớp như là hướng dẫn của Tây Ban Nha về hen nè, hướng dẫn của British nè, của Anh nè, hướng dẫn của Mỹ nè, thì người ta nói rất là nhiều, có những hướng dẫn này hướng dẫn rất là lớn, thì chúng ta thấy là cái cách tiếp cận không phải là hướng dẫn nào cũng giống nhau hết. Thì chúng ta biết là GINA 2021 người ta chia ra là ưu tiên hay là thay thế. Đối với ưu tiên thì ưu tiên là liều thấp ICS hoặc monterol khi cần, và đó là liệu pháp và ICS hoặc monterol khi cần á. Còn trong khi đó thì trong cái hướng dẫn của Tây Ban Nha thì đối với những hen nhẹ mục một á thì người ta chỉ sử dụng SABA khi cần mà thôi, mà người ta không có nói tới ICS. Thì ở đây chúng ta thấy là giống như hướng dẫn của GINA những năm về trước á thì cũng giống như vậy. Còn đối với BTS thì là liều thấp ICS và SABA khi cần. Còn đối với những hướng dẫn của Mỹ thì là SABA khi cần. Có nghĩa là chúng ta thấy là nó có sự khác biệt giữa GINA và những hướng dẫn khác. Và những hướng dẫn khác chúng ta thấy ở bậc 1 thì vẫn có những hướng dẫn là người ta vẫn theo cái cách cũ của GINA, có nghĩa là SABA khi cần. Còn từ bậc 2 thì đối với GINA thì liều thấp ICS của monterol khi cần, và lại thay thế là liều thấp ICS duy trì. Còn đối với hướng dẫn Tây Ban Nha là liều thấp ICS. Đối với hướng dẫn của BTS thì nó không có ưu tiên mà sẽ là liều thấp ICS cộng SABA khi cần. Và đối với hướng dẫn của Mỹ là liều thấp ICS và SABA khi cần, hoặc là ICS bất cứ khi nào dùng SABA. Thì chúng ta thấy tương tự như vậy ở những cái bậc điều trị lớn hơn. Thì đối với GINA thì lúc nào thuốc cắt cơn ưu tiên của người ta cũng là những cái thuốc cắt cơn là ICS hoặc monterol khi cần. Và thuốc cắt cơn và duy trì là có thể là chúng ta sử dụng những cái công thức mà có ICS, nhưng mà nó cũng khác biệt giữa những cái hướng dẫn của thế giới, của những cái quốc gia khác. Còn đây là những hướng dẫn của Singapore, Nhật hay là Canada hay là Hàn Quốc, chúng ta cũng thấy như vậy. Người ta có những cái liều, ví dụ như bậc 1 người ta sử dụng chỉ có một kiểu thôi, chứ người ta không có ưu tiên hay không ưu tiên.
Đó là những hướng dẫn khác thì ở đây rất là nhiều, thì quý đồng nghiệp chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể xem, nhưng mà nhìn chung là không phải là Gina là có thể áp dụng trên toàn thế giới, mà có những quốc gia người ta vẫn có những cái lý do để người ta có những cái hướng dẫn riêng của người ta. Còn đối với Bộ Y tế của Việt Nam á, hướng dẫn mới nhất cập nhật của Bộ Y tế Việt Nam là 2020. Phác đồ của Bộ Y tế Việt Nam là 2020, và 2020 là dựa trên phác đồ của Gina, dựa chủ yếu cơ bản là trên Gina 2019. Thì chúng ta thấy là sẽ phân ra là thuốc kiểm soát hen ưu tiên và thuốc cắt cơn hen ưu tiên. Ở đây chúng ta thấy là đối với bậc 1 thì cũng là liều thấp ICS cộng Moteron khi cần. Còn những cái thuốc cắt cơn hen, cắt cơn cái kiểu khác đó là liều thấp ICS cộng Moteron khi cần, và thuốc cắt cơn hen khác là SABA khi cần. Và ở đây cũng nhấn mạnh là cho bệnh nhân đang dùng ICS hoặc là ICS LABA chứ không có SABA khi cần ở những bệnh nhân mà không dùng gì hết. Đó là cái điểm nhấn mạnh, có nghĩa là bất cứ khi nào chúng ta dùng SABA thì cũng vẫn phải có ICS. Đó là cái hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam 2020. Thì 2021 người ta sẽ chia làm hai cái cách tiếp cận dựa vào những cái thuốc gọi là cắt cơn ưu tiên hay là thuốc cắt cơn khác. Cái cách thể hiện này nó hơi khác một tí, nhưng mà nhìn chung thì nó cũng nhìn chung thì khi nó cũng cũng cái liều thuốc với các thuốc ở mặt thì nó cũng gần gần như nhau, nhưng mà cái cách tiếp cận chúng ta sẽ chia thành hai cái liệu trình một hay là liệu trình hai. À, tôi đi qua phần thứ hai á, là vai trò của nền viêm và liều cố định chủ động trong hen phế quản. Thì chúng ta biết rằng mục tiêu điều trị hen phế quản thì luôn luôn chúng ta nhớ là phải kiểm soát tốt triệu chứng hen và duy trì khả năng hoạt động bình thường. Và thêm một mục tiêu nữa cũng không kém phần quan trọng là chúng ta phải giảm thiểu nguy cơ trong tương lai gồm tử vong do hen, đợt cấp, giới hạn luồng khí gia dẫn và tác dụng phụ của thuốc. Thì trong thực hành lâm sàng thì tôi thấy là đa số chúng ta sẽ nhắm vào cái việc kiểm soát tốt triệu chứng hen và duy trì khả năng hoạt động bình thường. Khi chúng ta điều trị thì bệnh nhân thấy hết triệu chứng rồi, bệnh nhân có thể làm việc được thì bệnh nhân rất là mừng, bác sĩ cũng rất là mừng. Nhưng một cái chúng ta vẫn phải lưu ý là chúng ta phải giảm thiểu nguy cơ tương lai cho người ta là cái khả năng tử vong do hen, đợt cấp. Đợt cấp cũng là cái mà bác sĩ chúng ta chú ý. Nhưng có một cái chúng ta ở đây mục tiêu điều trị của chúng ta có, nhưng mà có thể bác sĩ chúng ta có thể là một số thì cũng không lưu ý tới giới hạn luồng khí gia dẫn. Cái chuyện này chúng ta cũng phải lưu ý, có nghĩa là khi chúng ta phải điều trị bệnh nhân hen chúng ta vẫn phải lưu ý chức năng mắt của bệnh nhân. Ở trong thực hành lâm sàng thì tôi thấy cũng có những bệnh nhân là hen hay quanh năm suốt tháng, khi là bác sĩ cũng không cho đo chức năng, hoặc là bệnh nhân từ chối đo, bệnh nhân thấy là sử dụng thuốc như vậy là được rồi. Thì lúc đó chúng ta vẫn phải giải thích cho người bệnh để làm sao chúng ta phải giảm được nguy cơ tương lai cho họ, chứ không chỉ là triệu chứng. Và mục tiêu quan trọng của điều trị hen là giảm hoặc là không cần dùng thuốc cắt cơn hen. Thì chúng ta phải sử dụng thuốc kiểm soát hen đều đặn. Bởi vì bản chất của hen vẫn là tình trạng viêm. Viêm mãn tính có nghĩa là cái viêm này nó theo chúng ta lâu dài. Và đối với những bệnh nhân hen chúng ta cũng biết rằng mục tiêu kiểm soát hen riêng cho từng bệnh nhân chứ không phải ai cũng giống ai, bởi vì hen là một cái bệnh rất là đa dạng, thể hiện của người bệnh cũng rất là muôn hình vạn trạng, cũng như là những cái chức năng hô hấp của bệnh nhân, những cái xét nghiệm của bệnh nhân nó cũng rất là thay đổi theo thói quen, thay đổi theo cuộc sống của bệnh nhân nữa, có nghĩa là muôn hình vạn trạng. Cho nên xác định mục tiêu kiểm soát bệnh nhân hen chúng ta phải cá thể hóa cho người bệnh để làm sao chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu điều trị của chúng ta. Ở đây là chúng ta thấy là cái này bản này cũng khá quen thuộc với đồng nghiệp của chúng ta, có nghĩa là chúng ta đánh giá bệnh nhân hen dựa vào những triệu chứng trong 4 tuần vừa qua, vẫn là trong 1 tháng, là triệu chứng hen ban ngày, triệu chứng hen ban đêm, có phải sử dụng thuốc cắt cơn hay không, giới hạn hoạt động do hen như thế nào có hay không, để chúng ta phân mức độ kiểm soát hen ra là kiểm soát hoàn toàn một phần hay là không kiểm soát. Thì đa số bác sĩ chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này khi điều trị cho người bệnh. Và chủ yếu chúng ta thấy những cái đây là chủ yếu dựa vào triệu chứng. Dựa vào triệu chứng mà chúng ta có thể hỏi, chúng ta có thể biết được. Nhưng mà chúng ta biết rằng triệu chứng hen nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, chứ không phải triệu chứng là nó thể hiện ra tất cả. Ở đây chúng ta thấy là bề nổi của tảng băng là triệu chứng, là đợt cấp,
là tắc nghẽn luồng khí, chức năng phổi chúng ta có thể thể hiện ra, chúng ta có thể nhìn thấy. Và nhưng mà dưới đó là còn rất là nhiều hiện tượng, đó là tăng phản ứng phế quản, viêm đường thở, tái cấu trúc đường thở, mà có mấy ai trong chúng ta thực sự là, ngay bản thân tôi cũng có thể, chúng ta cũng không đủ thời gian, không đủ điều kiện để chúng ta có thể đánh giá được những cái hiện tượng bên dưới của tảng băng này, đó là tăng phản ứng phế quản, viêm đường thở và tái cấu trúc đường thở. Và chúng ta biết là ICS nó sẽ tác dụng ở dưới bề phần chìm của tảng băng này, vai trò rất là quan trọng. Và vai trò quan trọng vậy nhưng mà có thể là không dễ nhận biết, thì cũng như tôi nói hồi nãy đó, có thể là trong thực hành lâm sàng chúng ta đâu có đủ điều kiện để chúng ta đánh giá những cái phần này thôi đâu, mà ICS nó lại tác dụng ở cái phần bề chìm của tảng băng. Thì người ta cũng chứng minh được rằng ICS liều cố định cộng SABA khi cần sẽ được chứng minh là kiểm soát được triệu chứng, giảm viêm, giảm tái cấu trúc đường thở, giảm đợt cấp cũng như là nhập viện do hen. Và hiệu quả của những cái điều trị kháng viêm này nó phải được tích lũy qua thời gian, có nghĩa là nó cần phải sử dụng lâu dài, thường xuyên, lâu dài và thường xuyên thì nó mới đạt được cái hiệu quả này. Cũng có nghiên cứu đã chứng minh được rằng chúng ta can thiệp sớm ICS có thể ngăn ngừa được sự phát triển tắc nghẽn luồng dẫn khí không hồi phục. Thì ở đây chúng ta trên thực hành lâm sàng chắc chúng ta cũng rất là gặp rất là nhiều bệnh nhân hồi nhỏ hen, rồi sau đó không còn triệu chứng nữa, lớn lên một chút không còn triệu chứng là bệnh nhân cũng không có đi tái khám hen, hầu như là người ta nghĩ là bệnh của người ta đã biến mất rồi. Rồi tới khi triệu chứng trở lại khi người ta 5-60 tuổi, khi đó đo chức năng hấp thì nó sẽ có ảnh hưởng, thậm chí là tắc nghẽn luồng dẫn khí không còn hồi phục nữa. Thì đó do một thời gian là không có thể hiện triệu chứng, bản thân bệnh nhân cũng nghĩ là bệnh của bệnh nhân đã ổn rồi. Đó là cái câu chuyện của việc mà chúng ta không có sử dụng ICS. Thì ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta can thiệp sớm ICS cho bệnh nhân có thể ngăn ngừa được sự phát triển tắc nghẽn đường dẫn khí không hồi phục. Nếu mà can thiệp ICS khi bệnh nhân phát hiện được hen, bệnh nhân hen chúng ta can thiệp dưới 1 năm thì cái khả năng cải thiện được chức năng hấp của bệnh nhân cao. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng ICS trễ hơn 2-3 năm, 3-5 năm sau đó chúng ta mới sử dụng, hoặc là trên 5 năm thì cái chức năng hấp của bệnh nhân nó càng ngày càng xấu đi. Và có khi là chúng ta can thiệp nó cũng không có cải thiện được hơn, nó cũng không thể nào trở về bình thường cho người bệnh nữa. Đó là thể hiện ra trong cái nghiên cứu này. Có nghĩa là khi chúng ta phát hiện hen thì cái nền tảng của hen vẫn là cái viêm, thì chúng ta phải kiểm soát được cái viêm, nếu chúng ta không chỉ dựa vào triệu chứng. Ở đây cũng những cái nghiên cứu rất là kinh điển này, người ta cũng cho chúng ta thấy là ICS duy trì sẽ giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở bệnh nhân hen. Để chúng ta thấy là nghiên chương trình hen quốc gia ở Phần Lan, chúng ta thấy là theo những tháng năm thì cái tỷ lệ bệnh nhân hen, do hiểu biết của bác sĩ của bệnh nhân có nhiều phương tiện thì cái tỷ lệ hen của bệnh nhân tăng lên. Ngày càng có cái tỷ lệ tần suất hen tăng lên là do những cái hiểu biết của bác sĩ của bệnh nhân phương tiện. Nhưng mà tỷ lệ hen tăng lên, tuy nhiên những cái chi phí điều trị hen cũng như là tử vong do hen thì nó lại giảm xuống theo thời gian. Bởi vì càng về sau thì cái vai trò của ICS nó được đề cao hơn trong cái điều trị hen. Còn trước đây, thời điểm trước đây người ta chỉ sử dụng SABA, kết thúc cắt cơn thôi. Càng về sau càng hiểu về bệnh học hen thì người ta càng sử dụng ICS. Và chính vì sử dụng ICS càng nhiều thì chúng ta sẽ giảm được cái số ngày nhập viện tử vong do hen, mặc dù tỷ lệ hen chúng ta phát hiện có thể là nhiều hơn. Và có mối liên quan giữa kiểm soát hen và đợt cấp. Cái kiểm soát hen và đợt cấp, cái phần này cũng rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy ở nghiên cứu này là có những bệnh nhân là chưa kiểm soát một phần cũng như là kiểm soát hoàn toàn. Thì chúng ta thấy là những bệnh nhân mà chưa kiểm soát thì cái tỷ lệ trung bình đợt cấp nặng thì sẽ tăng lên, trong khi nếu mà kiểm soát một phần thì cái tỷ lệ đợt cấp nó sẽ thấp đi, và nếu kiểm soát hoàn toàn thì tỷ lệ kiểm soát nó sẽ càng thấp hơn nữa. Có nghĩa là ở những bệnh nhân kiểm soát hen hoàn toàn có tỷ lệ mắc đợt cấp thấp hơn rất nhiều so với bệnh nhân kiểm soát một phần hay là chưa kiểm soát. Chúng ta thấy là có nghĩa thống kê thấp hơn rất nhiều.
Điều này chứng minh là chúng ta cái mục tiêu là kiểm soát hen vẫn là mục tiêu quan trọng, chứ không phải là mục tiêu của chúng ta chỉ là đợt cấp, mà mục tiêu kiểm soát hen rất là quan trọng. Và cũng không có nghĩa là kiểm soát hen tốt thì không có đợt cấp, kiểm soát hen tốt vẫn có thể có đợt cấp, nhưng mà kiểm soát hen mà càng tệ như thế nào thì đợt cấp càng nhiều hơn chỗ đó. Và Gina 2019 người ta cũng cũng đề cập tới hen nhẹ, cũng là những cái vấn đề mà Gina 2019 và cho tới ngày hôm nay nói rất là nhiều. Và trong những cái hai cái nghiên cứu rất là nổi tiếng là Sigma 1 và Sigma 2, là hai cái nghiên cứu này thì chính hai cái nghiên cứu này sẽ được đưa vào trong hướng dẫn Gina 2019, có những cái thay đổi rất là lớn trong từ Gina 2019 là cũng dựa trên những cái dữ liệu từ hai nghiên cứu này. Và trong nghiên cứu này thì người ta cũng thấy rằng ICF liều cố định chủ động giúp bệnh nhân đạt hiệu quả tốt hơn là ICF cộng Moteron khi cần trên tiêu chí kiểm soát hen. Ở đây chúng ta có thể thấy là Budesonide là một ICF nè, nếu chúng ta dùng mỗi ngày so với Budesonide khi cần, hoặc là so với chúng ta sử dụng mà Tacrolimus là một cái SABA đi khi cần, thì rõ ràng khi bệnh nhân sử dụng Budesonide mỗi ngày thì sẽ có cái phần trăm trung bình số tuần hen được kiểm soát hoàn toàn tốt hơn rõ ràng so với hai cái liệu pháp kia. Có nghĩa bản chất của hen vẫn là viêm, cho nên nếu chúng ta sử dụng mỗi ngày kiểm soát được nền viêm nó sẽ tốt hơn khi chúng ta sử dụng ngắt quãng, dù là với SABA hay là với ICS SABA, nhưng mà khi cần chúng ta mới xài. Và ở đây nữa chúng ta thấy là so với bệnh nhân Budesonide mỗi ngày với SABA khi cần thì rõ ràng cái Budesonide mỗi ngày nó vẫn tốt hơn khi về tần suất so với những bệnh nhân chỉ dùng SABA khi cần. Đó là cái sự khác biệt trong Sigma 1. Còn đối với chức năng hô hấp thì như thế nào? Thì đối với những chức năng hô hấp thì nghiên cứu Sigma 2 chứng minh rằng ở những bệnh nhân hen nhẹ thì ICS liều cố định duy trì đạt hiệu quả cải thiện chức năng hô hấp tốt hơn. Ở đây chức năng hô hấp ở đây là FEV1 tốt hơn so với khi chúng ta sử dụng cái liệu pháp ICS cộng Moteron khi cần. Đây rõ ràng chúng ta thấy nè, ICS cộng Moteron khi cần và Budesonide duy trì thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự cải thiện của chức năng hô hấp nè thì nó sẽ tốt hơn đối với cái nhóm mà sử dụng Budesonide và ICS duy trì so với cái nhóm mà chúng ta chỉ sử dụng khi cần chúng ta sử dụng thôi. Thì rõ ràng sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở đây với T bằng 0,03. Đó là nghiên cứu Sigma 2. Và nghiên cứu, một cái nghiên cứu khác cũng rất là nổi tiếng, đó là nghiên cứu Gold. Thì nghiên cứu Gold thấy rằng ở những bệnh nhân hen trung bình, hồi nãy là hen nhẹ, còn bây giờ là hen trung bình, thì người ta chứng minh được rằng ICS LABA liều cố định sẽ giúp bệnh nhân đạt được kiểm soát hen theo các tiêu chí của Gina. Ở đây chúng ta thấy là màu cam này là cái ICS riêng, còn màu tím này ICS cộng Moteron, thì chúng ta thấy rõ ràng đối với ICS LABA thì nó sẽ đạt được hiệu quả kiểm soát hen tốt hơn so với ICS một mình. Đó là từ hen trung bình, đó là so với hen trung bình. Và phân tích hậu kiểm của Gold, nghiên cứu Gold thì người ta thấy ICS liều cố định giúp tăng hiệu quả đạt kiểm soát hen tốt trên bệnh nhân hen theo những tiêu chí ở thời điểm đó là China 2016. Nghiên cứu này xuất bản 2019 nhưng ta làm trước đó, cho nên ta dựa vào tiêu chí của China 2016. Thì rõ ràng khi chúng ta sử dụng ở những nhóm bệnh nhân không dùng ICS trước đó, nhóm bệnh nhân dùng ICS liều thấp trước đó với nhóm bệnh nhân dùng ICS liều trung bình trước đó, thì những bệnh nhân mà khi sử dụng cả ICS LABA thì sẽ đạt được cái kiểm soát hen tốt hơn so với những bệnh nhân mà sử dụng chỉ có ICS không. Ở đây chúng ta thấy này, ở những cái mức liều ICS trước đó thì những nhóm mà sử dụng ICS LABA sẽ tốt hơn so với những bệnh nhân chỉ sử dụng LABA một ICS một mình. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở những cái mức liều khác nhau. Một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta không nên dừng ICS ở bệnh nhân người lớn. Ở đây nghiên cứu trên bệnh nhân hen nhẹ thì người ta thấy rằng giữa bệnh nhân mà chúng ta sử dụng Budesonide ở đây là màu xanh và so với nhóm placebo là chúng ta dừng, thì những cái tỷ lệ bệnh nhân mà có sari là người ta nói về những cái vấn đề là nhập viện nè,
nhập cấp cứu nè hay là tử vong do hen, thì theo thời gian á, đây là biểu đồ Kaplan-Meier, thì chúng ta thấy rằng những bệnh nhân mà sử dụng budesonide thì có cái theo thời gian thì người ta sẽ bị cái biến cố này ít hơn so với những bệnh nhân mà không có sử dụng ICS nữa. ICS ở đây là budesonide, chúng ta thấy là rõ ràng ở trong nhóm mà có không tới một triệu chứng tuần hay là một tới hai triệu chứng một tuần thì chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta chỉ sử dụng mà không sử dụng ICS thì người ta sẽ có những cái biến cố là nhập viện, nhập cấp cứu hay là tử vong sẽ nhiều hơn. Một cái vấn đề có lẽ là chúng ta trong điều trị chúng ta có thể ngưng ICS, nhưng mà có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta ngưng ICS này liệu bệnh nhân có ổn hay chưa? Nền viêm bên dưới của bệnh nhân đã ổn hay chưa? Hay chúng ta chỉ dựa vào bề nổi của tán băng là đánh giá chỉ có chức năng phổi, chỉ có triệu chứng đợt cấp và chức năng phổi là những cái mà thông thường chúng ta từng làm. Nhưng mà có khi nào chúng ta đặt câu hỏi là khi chúng ta ngưng ICS như vậy thì liệu những cái phần chìm của tảng băng nó sẽ như thế nào? Thì đây người ta nghiên cứu người ta cũng thấy rõ ràng rằng cái tăng phản ứng phế quản nó sẽ khi mà chúng ta ngưng ICS thì nó sẽ có thể là ngay cả chức năng phổi đạt ngưỡng, thì nếu chúng ta sử dụng ICS mà chúng ta so với chúng ta ngưng thì rõ ràng nó sẽ có cái ảnh hưởng. Và ngay cả khi quá trình viêm vẫn còn, khi hen mặc dù đã được kiểm soát hoàn toàn nhưng chúng ta thấy rõ ràng là quá trình viêm, đặc biệt là viêm tăng tế bào ác quan vẫn còn. Có nghĩa là khi chúng ta ngưng thì chúng ta cũng lưu ý. Khi thậm chí khi chức năng phổi đạt ngưỡng rồi chúng ta ngưng cũng là một vấn đề xảy ra đối với bệnh nhân, và khi chúng ta ngưng ICS thì tình trạng viêm có thể vẫn còn. Đó là một cái lưu ý. Mà tôi nghĩ là chỉ có những trung tâm nào hoặc là bác sĩ chuyên khoa nào mà người ta để ý tới lắm, người ta phải đo những cái hình tình trạng viêm đường thở, ví dụ thể hiện thông qua cái FENO, thì hiện nay thì cũng có nhiều trung tâm có thể tiếp cận được. Và cái việc tăng phản ứng phế quản thì có lẽ là chúng ta cũng không có làm thường quy trên bệnh nhân hen. Nhưng mà cái chuyện mà đánh giá được cái viêm tăng bạch cầu ái toan thể hiện cái quá trình viêm của bệnh nhân bằng FENO thì chúng ta vẫn có thể làm được. Một vấn đề nữa được nói rất là nhiều là vấn đề sử dụng SABA làm sao cho hợp lý trong hen phế quản. Chúng ta biết là SABA là một cái thuốc rất là hiệu quả để cắt cơn hen, rất là hiệu quả, 50 năm nay người ta vẫn sử dụng bởi vì nó có rất là nhiều hiệu quả. Tuy nhiên cái lỗi không phải là lỗi của thuốc mà có thể lỗi của chúng ta hoặc là của bệnh nhân là việc lạm dụng SABA. Chính vì vậy có những vấn đề xảy ra khi chúng ta sử dụng SABA một mình, cho nên trong JINA 2019 người ta đã thay đổi một cái điều trị mà chúng ta đã duy trì suốt 30 năm, đó là sử dụng SABA một mình. Thì JINA 2019 người ta đã thay đổi, đây là một bước thay đổi rất là lớn trong những hướng dẫn của JINA. Đó là vì lý do an toàn, JINA sẽ không khuyến cáo chúng ta điều trị SABA một mình. Chúng ta vẫn điều trị SABA, tuy nhiên chúng ta không thể điều trị SABA một mình. Và một cái nữa là JINA sẽ khuyến cáo tất cả bệnh nhân hen người lớn và vị thành niên nên điều trị công thức có ICS. Cái công thức ICS này chúng ta có thể tiếp cận theo nhiều cách, có thể là ICS liều thấp hoặc là chúng ta sử dụng ICS liều thấp hoặc là chúng ta sẽ giảm triệu chứng, có nghĩa là vừa cắt cơn vừa giảm triệu chứng đối với hen nhẹ, hoặc là chúng ta phải sử dụng hàng ngày để nó có thể giảm được nguy cơ đợt cấp nặng, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng theo nhiều hình thức track 1 hay track 2 gì, cái liệu trình 1 hay liệu trình 2 gì đó. Nhưng mà phải đảm bảo là tất cả đều có công thức có ICS ở tất cả bệnh nhân hen, có nghĩa là chuyện viêm này chúng ta phải được kiểm soát với ICS. JINA 2019 khuyến cáo thuốc kiểm soát và cắt cơn. Thì chúng ta biết rằng chỉ định ICS sớm, bệnh nhân hen sẽ làm giảm nguy cơ đợt cấp, dự phòng được tình trạng nhập viện và tử vong. Và dưới đó nữa là còn giảm được những cái nền viêm bên dưới tái cấu trúc đường thở đợt cấp và nhập viện. Mà cái nền viêm bên dưới này chúng ta thường là ít có quan tâm. Còn SABA vẫn là lựa chọn cắt cơn ở tất cả các bậc trong các hướng dẫn của JINA cũng như của thế giới.
SAPA đã được chứng minh là lựa chọn điều trị co thắt phế quản và dự phòng co thắt phế quản do vận động. Có nghĩa là SAPA nó có vai trò rất là quan trọng. Tuy nhiên, lỗi không phải là thuốc mà lỗi là bệnh nhân chưa tuân thủ, mà bệnh nhân chưa tuân thủ cũng có thể một phần lỗi của chúng ta khi mà chúng ta không có giải thích đầy đủ, khi mà chúng ta không có thời gian, khi mà người ta có nhiều thông tin để người ta tiếp cận nhưng thông tin chính thống có khi người ta không tiếp cận, cái đó cũng có một phần lỗi của chúng ta. Và dữ liệu mà việc dùng liều thấp ICS cộng Monteron khi cần trên bệnh nhân hen nhẹ thực ra nó vẫn chưa rõ ràng trên những cái thông số như là những chức năng hô hấp cũng như là trên cái hiện tượng viêm đường thở hoặc là tái cấu trúc đường thở thì nó vẫn chưa rõ ràng. Và ở đây chúng ta biết là liệu pháp điều trị cố định chủ động giúp sử dụng SAPA hợp lý và giảm nền viêm. Ở đây chúng ta thấy cái nền viêm là nó cái diện tích nó càng to, có cái nền viêm nó càng nhiều. Ở đây những bệnh nhân là không sử dụng ICS thì đương nhiên cái nền viêm nó nhiều. Khi chúng ta tăng ICS đi thì cái nền viêm nó giảm và ICS liều tối ưu thì nó sẽ nền viêm nó sẽ giảm nữa. Và khi nền viêm giảm nữa thì bệnh nhân sẽ giảm cái nhu cầu sử dụng SAPA. Cho nên cũng có nhiều bệnh nhân tới với chúng ta, người ta cứ đòi hỏi là người ta phải có chai SAPA mới được, chứ còn bác sĩ phát cho tôi chai thuốc này tôi cũng không có đồng ý đâu. Tại vì nó không có cấp cơn cho tôi ngay lập tức. Mà tôi khó thở lắm, ngày nào tôi cũng lên cơn là tôi phải sử dụng SAPA. Thì cái này mình cũng phải, mình nói bệnh nhân lạm dụng SAPA thì mình cũng phải coi lại. Mình đã điều trị cho người ta đủ để kiểm soát cái ICS tối ưu hay không? Liệu ICS đã tối ưu hay không? Bệnh nhân sử dụng thuốc có đúng hay không, bệnh nhân sử dụng dụng cụ hít có đúng hay không, bệnh nhân có tránh những yếu tố khởi phát hay không, thì đó cái phần công việc này là của chúng ta. Có nghĩa là khi chúng ta gán cho bệnh nhân là lạm dụng SAPA thì chúng ta phải coi lại là bệnh nhân đã được kiểm soát hen tối ưu hay không với những liều ICS tối ưu hay chưa. Từ đó cái việc tuân thủ điều trị có thể giảm khả năng lạm dụng SAPA. Bệnh nhân thường điều trị hen ngắn ngày và điều trị triệu chứng hơn là kiểm soát. Cái này là cái thói quen của bệnh nhân rồi đó. À, người ta thấy là khi người ta phát cho người ta hai chai thuốc thì cái chai SAPA mới là cái chai giúp người ta giảm triệu chứng. Và người ta sẽ nghĩ rằng chai SAPA mới là cái chai tốt. Và từ đó dẫn đến người ta thích cái chai này mà người ta có khi bỏ luôn cái chai thuốc có ICS. Đó, có nghĩa là SAPA sẽ giúp người ta giảm triệu chứng nhanh chóng, thuốc này là bạn bè của người ta. Và bệnh nhân thường có lạm dụng SAPA thì thường có những cảm nhận rất là khác biệt về tình trạng kiểm soát hen của họ. Còn bệnh nhân cũng có những quan điểm chưa chính xác về ICS dẫn tới chậm trễ nâng bậc hoặc là giảm tuân thủ điều trị. Và ở đây không nói gì bệnh nhân, và có một số bác sĩ người ta cũng nghĩ rằng là và chỉ cần SAPA là đủ với những bệnh nhân hen nhẹ mà không cần ICS. Cái đó cũng quan niệm của bác sĩ chúng ta chứ không phải là chỉ bệnh nhân. Do đó để tăng cái sự tuân thủ, ngăn ngừa lạm dụng SAPA thì giáo dục và giáo dục vẫn là chìa khóa. Giáo dục ở đây là có rất là nhiều đối tượng, không chỉ là bệnh nhân mà còn là bác sĩ nữa. Vẫn có những trường hợp bác sĩ là dùng hướng dẫn cho bệnh nhân những cái SAPA đơn thuần. Và về dược sĩ chúng ta cũng phải vai trò của bác sĩ là phải giải thích cho người bệnh đầy đủ. Và bệnh nhân hen là không dùng thuốc cấp cơn là thành công, đó là bác sĩ của chúng ta. Giáo dục vừa bác sĩ, vừa dược sĩ, vừa bệnh nhân. Và đối với bác sĩ, giáo dục bệnh nhân sẽ như thế nào? Là phải chỉ cho họ, cho bệnh nhân đó, là chỉ sử dụng SAPA đơn thuần là không đầy đủ cho cái điều trị của họ. Và bệnh nhân, tôi phát cho bệnh nhân hai chai thuốc, nhưng mà nếu bệnh nhân chỉ sử dụng cái ngừa cơn và bệnh nhân ổn mà không phải sử dụng thuốc cấp cơn nữa, đó mới là thành công. Chứ còn nếu điều trị mà ngày nào cũng phải sử dụng chai cấp cơn thì chắc chắn là cái điều trị của chúng ta chưa có thành công đâu. Và đối với vai trò của dược sĩ thì phải hướng dẫn bệnh nhân sử dụng đúng dụng cụ, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng cần SAPA thì phải tới gặp bác sĩ. Và cũng phải cảnh báo cho bệnh nhân nếu bệnh nhân sử dụng SAPA nhiều lần, cái này bác sĩ của chúng ta cũng gặp trong bệnh viện, thì tháng nào cũng thấy bệnh nhân tới xin một cái chai SAPA thì chúng ta cũng chiều bệnh nhân, ở bệnh nhân này nhiều triệu chứng quá thì tôi phải cho ông đó thì mới 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 yên tâm được, cái chuyện này cũng không có đúng, mà chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân đầy đủ. Và bệnh nhân thì phải hiểu được ngừa cơn hen chứ không chờ lên cơn mấy cách, giống như là cái câu này
cũng như cô Tích La hay nói, có nghĩa chúng ta cái thói quen hàng ngày của chúng ta, ví dụ ngày nào chúng ta cũng phải đánh răng thì sử dụng thuốc kiểm soát hen cũng vậy, cái ngày nào chúng ta vẫn phải sử dụng bởi vì nó là cái chuyện trường hợp là viêm mạn tính mà. Thì tóm lại trong bài trình bày này là điều trị hen là điều trị nền viêm vẫn đóng vai trò nền tảng trong hen phế quản, bởi vì bản chất của hen là viêm mạn tính và có nhiều guideline thế giới với những cách tiếp cận khác nhau như hồi nãy tôi trình bày. Tuy nhiên khi áp dụng vào thực hành lâm sàng chúng ta cũng phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố của người bệnh để chúng ta áp dụng như thế nào một cách là tốt nhất cho người bệnh, ở chế độ điều trị nào mà linh hoạt để bệnh nhân dễ tuân thủ. Đó là cách mà Gina đang làm, có nghĩa là Gina thì đang chiều theo ý của người bệnh, nó có nghĩa là những bệnh nhân mà thích làm theo ý của họ, có nghĩa đây là chế độ điều trị linh hoạt để bệnh nhân dễ tuân thủ. Người ta làm trước giờ tới như thế nào người ta quen người ta sẽ làm như vậy, đó là kiểu mà Gina đang làm. Còn sẽ có một chế độ điều trị khắt khe hơn, có nghĩa là chúng ta phải sử dụng liều cố định và chủ động, và làm sao để tăng cái cách tuân thủ của bệnh nhân khi người ta sử dụng cái liều cố định chủ động. Và điều trị của chúng ta cũng phải cá thể hóa trên từng người bệnh một, và giáo dục cả nhân viên y tế và bệnh nhân là chìa khóa để làm sao tăng tuân thủ và giảm lạm dụng SABA. Phần trình bày của tôi đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày hết sức là chi tiết của tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương. Chúng ta đã được lắng nghe những cập nhật điều trị về hen phế quản của Gina cũng như là các nước trên thế giới, và cũng như là kinh nghiệm điều trị của tiến sĩ Hương trong việc là giúp cho bệnh nhân có thể là kiểm soát hen và tăng tuân thủ điều trị tốt hơn. Thì sau đây cũng đại diện cho công ty GSK, em cũng xin phép được trao đổi một số những cái thông tin liên quan đến những lợi ích và vai trò của Seretide trong việc giúp cho những bệnh nhân hen có thể đạt và duy trì kiểm soát hen tốt hơn. Thì cũng như là chúng ta đã nghe trong phần trình bày của tiến sĩ Hương, thì những cái triệu chứng hen mà chúng ta nhìn thấy được thì chưa phải là một cái bức tranh toàn cảnh. Chúng ta hen là một cái điều trị nền viêm và có những cái yếu tố mà chúng ta cần quan tâm, đó là tăng phản ứng phế quản, viêm mãn tính hay là tái cấu trúc đường thở. Và việc chủ động giúp cho bệnh nhân có thể đạt được kiểm soát hen thì mang lại cái ý nghĩa rất là lớn cho những bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân có thể là có một giấc ngủ ngon, không phải không phải thức giấc về những cái triệu chứng hen về đêm gần sáng nữa, hoặc là bệnh nhân có thể tự do vận động, có những cái cuộc sống hoàn toàn như những người bình thường khác, và có thể giảm được tối đa cái nhu cầu sử dụng những cái bình hít cắt cơn, những cái SABA để có thể là tránh cái dạng lạm dụng của những cái dụng cụ cắt cơn này. Như vậy thì vai trò của Seretide trong kiểm soát hen phế quản như thế nào? Em cũng xin được nhắc lại một nghiên cứu rất là quan trọng, đó là nghiên cứu Gold, làm cái nghiên cứu giúp định hướng cái việc kiểm soát hen theo định nghĩa của hướng dẫn điều trị là GINA. Đây là một nghiên cứu trên 3.000 bệnh nhân và diễn ra trong vòng 1 năm, và kết quả của nghiên cứu Gold cho thấy rằng khi mà mình chia ra làm hai nhóm điều trị, là một nhóm điều trị bằng corticosteroid đơn thuần và một nhóm điều trị bằng ICS phối hợp với LABA, tức là samethasone phối hợp với fluticasone, thì sau 1 năm có 75% bệnh nhân đang sử dụng corticosteroid liều thấp được nâng bậc lên sử dụng Seretide thì được kiểm soát hen tốt trong 1 năm. Và trong 1 năm như vậy thì cứ 5 bệnh nhân đã đạt được kiểm soát hen với Seretide thì có tới 4 người tiếp tục được duy trì kiểm soát hen sau 1 năm. Tức là Seretide không chỉ giúp cho bệnh nhân đạt được kiểm soát mà còn duy trì được kiểm soát hen trong vòng 5 trong trong 52 tuần. Ngoài ra thì bệnh nhân được sử dụng Seretide thì có 88% số ngày không phải sử dụng thuốc cắt cơn, tức là 6 trên 7 ngày trong tuần, 6 trên 7 ngày tương đương với 6 trên 7 ngày trong tuần. Như vậy là có thể hoàn toàn giảm được cái số lần sử dụng thuốc cắt cơn và giảm được cái nguy cơ lạm dụng SABA trên những bệnh nhân hen phế quản. Và bệnh nhân sẽ có 5 trên 7 ngày trong tuần, trong 5 trên 7 ngày trong tuần không có triệu chứng. Lúc này bệnh nhân hoàn toàn có thể sống, học tập và sinh hoạt như những người bình thường khác. Vậy thì khi mà so sánh với những ICS LABA khác trong quản lý hen phế quản với liều cố định chủ động thì chúng ta có những kết quả như thế nào? Đây là một nghiên cứu Excel diễn ra trong vòng 24 tuần trên hơn 1.300 bệnh nhân, thì đánh giá cái hiệu quả giảm cân cấp hen của hai nhóm, đó là samethasone fluticasone và formoterol budesonide, ở cái mức độ là corticosteroid liều trung bình. Thì cái nghiên cứu Excel được chia ra làm hai nhóm và đánh giá về cái hiệu quả giảm cân cấp hen với ba cái mức độ, là mức độ cân cấp hen nhẹ, trung bình và nặng.
thì chúng ta thấy rằng sau 24 tuần đánh giá thì tỷ lệ cơn hen cấp ở mọi mức độ thì tương đương nhau giữa cả hai nhóm sử dụng Samethoron Fluticasone cũng như là Formoterol Budesonide. Tuy nhiên khi mà mình nhìn kỹ hơn từ tuần thứ 17 đến tuần thứ 24 thì đặc biệt là ở cơn hen cấp trung bình và nặng thì nhóm sử dụng Samethoron Fluticasone thì giúp làm giảm đáng kể 57% cơn cấp trung bình và nặng so với Budesonide Formoterol, đặc biệt là từ tuần thứ 17 đến tuần thứ 24 của nghiên cứu. Và một trong những đặc điểm mà chúng ta có thể thấy là với Seretide đó là có tính dễ tiếp cận khi mà có cái chi phí điều trị hen phế quản thì cũng thấp hơn so với những ICS LABA dạng brand name khác, do đó có thể giúp cho bệnh nhân hen có thể mua được thuốc và tăng được tuân thủ điều trị hơn. Và đối với trong điều trị hen phế quản thì chúng ta cũng biết rằng có hai liệu pháp, đó là liệu pháp liều cố định chủ động cũng như là liệu pháp sử dụng khi cần. Thì với như chúng ta đã thấy trong phần trình bày của tiến sĩ Hương, đó là điều trị hen phế quản luôn luôn là điều trị nền viêm và ICS luôn luôn đóng vai trò hết sức là quan trọng trong cái điều trị cho hen phế quản. Thì một cái sự khác biệt giữa liều cố định chủ giữa việc sử dụng cố định chủ động cũng như là sử dụng khi cần, đó là việc sử dụng hen ở dạng khi cần thì trao cái quyền sử dụng cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân cảm nhận thấy là tôi cảm thấy là có hơi khó thở hơn một chút, cái triệu chứng nó hơi nặng hơn một chút, thì lúc đấy bệnh nhân sẽ chủ động sử dụng thêm một liều khi cần. Tuy nhiên là những cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng cái cảm nhận của bệnh nhân về triệu chứng cũng hết sức là khác nhau. Chúng ta có thể thấy ở đây là có ba cái nhóm bệnh nhân hen phế quản. Một nhóm thì thường là cảm nhận quá mức về mặt triệu chứng. Khi mà họ cảm nhận quá mức về mặt triệu chứng như vậy thì thường sẽ có cái xu hướng sử dụng nhiều thuốc hơn là bình thường. Một nhóm thứ hai là nhóm bệnh nhân cảm nhận dưới mức về mặt triệu chứng. Ví dụ như có thể là những người họ đã quen với những cái triệu chứng đó rồi, họ thấy rằng là cái triệu chứng hen không có nghiêm trọng để có thể là sử dụng thuốc, do đó họ có thể sử dụng ít những cái thuốc hơn là cái khuyến cáo điều trị. Và một nhóm cuối cùng là chúng ta thấy là một nhóm bệnh nhân có thể cảm nhận chính xác về mặt triệu chứng, thì với nhóm bệnh nhân này sẽ sử dụng đúng thuốc và từ đó sẽ cải thiện được kết cục cũng như là có cái tuân thủ điều trị tốt. Tuy nhiên khi mà mình có một cái khảo sát trên 8.000 bệnh nhân mắc hen ở 11 nước châu Âu thì chúng ta thấy rằng cái việc cảm nhận của bệnh nhân thì cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Ở đây bệnh nhân sẽ được đánh giá cái mức độ kiểm soát hen theo hai cách. Thứ nhất là được bác sĩ đánh giá thông qua cái bảng điểm là ACT, và thứ hai là dựa theo cái cảm nhận của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng trên 8.000 bệnh nhân thì khi mà đánh giá theo thang điểm ACT thì có 45% bệnh nhân hen là ở mức độ không kiểm soát, 35% bệnh nhân là ở mức độ kiểm soát kém và chỉ có 20% bệnh nhân hen là được kiểm soát. Tuy nhiên là trong 45% bệnh nhân được đánh giá là không kiểm soát theo cái thang điểm của ACT thì có tới 80% trong cái nhóm bệnh nhân này cho rằng cái bệnh hen của họ được kiểm soát, và có 70% bệnh nhân cho rằng cái tình trạng hen của họ không nghiêm trọng. Tương tự như vậy với nhóm kiểm soát hen kém thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân cho rằng cái tỷ lệ cái bệnh hen phế quản của họ được kiểm soát và không nghiêm trọng thì cũng rất là cao. Điều này cũng dấy lên một cái quan ngại, đó là liệu bệnh nhân có thể cảm nhận được đúng cái điều cảm nhận đúng được về mặt triệu chứng để có thể sử dụng được liệu pháp khi cần hay là không. Nếu không thì mình cần có cái sự đánh giá và giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị theo liệu pháp liều cố định chủ động như Seretide. Thì đối với Seretide thì hiện tại trên thị trường Việt Nam có 5 hàm lượng và 2 dạng dụng cụ rất phù hợp đối với việc là giúp cho bác sĩ có thể đánh giá việc nâng và hạ bậc điều trị hen phế quản cho bệnh nhân. Và một điểm nữa về mặt kinh tế y tế, đó là khi so sánh liều chủ động của Seretide so với liệu pháp sử dụng khi cần là liệu pháp mạt, thì một nghiên cứu ở 3 nước là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam trên những cái bệnh nhân hen nhẹ trên 12 tuổi cũng cho thấy rằng liều chủ động của Seretide giúp làm giảm chi phí trực tiếp so với mạt, đặc biệt là cụ thể hơn là ở Việt Nam thì liều chủ động của Seretide giúp giảm 44% chi phí trực tiếp so với liều khi cần. Như vậy thì em cũng xin được nhắc lại cái chỉ định của Seretide, đó là điều trị cho bệnh hen phế quản và ở người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên, cũng như là điều trị cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và liều dùng rất là đơn giản, đó là với dạng bình xịt định liều thì là ngày 2 lần, mỗi lần 2 nhát xịt, và dạng bình hít bột khô đó là ngày 2 lần và mỗi lần 1 nhát hít. Với trẻ em từ 4 tuổi trở lên thì Seretide Evolur DC 25/50 thì hiện tại là ICS LABA duy nhất có cái chỉ định điều trị hen phế quản cho trẻ từ 4 đến 11 tuổi.
Như vậy, thông qua bài trình bày của mình thì em cũng xin phép được nhắc lại đó là Seretide là một ICS LABA được chỉ định cho điều trị bệnh nhân hen phế quản. Thông qua cái những kết quả của nghiên cứu Gold cho thấy rằng Seretide giúp bệnh nhân hen đạt và duy trì kiểm soát hen sau 1 năm. Và Seretide có cái sự đa dạng về mặt hàm lượng giúp bác sĩ dễ dàng cân nhắc và lựa chọn hạng bậc điều trị cho bệnh nhân cũng như là có chi phí hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho giúp bệnh nhân tuân thủ và giảm cái gánh nặng kinh tế. Thì em cũng xin phép được kết thúc phần trình bày của mình tại đây. Thì phía dưới là một số những cái thông tin liên quan đến tính an toàn cũng như là những cái thông tin kê toa của sản phẩm Seretide. Nếu như quý vị bác sĩ có quan tâm đến những thông tin kê toa của Seretide, có thể liên hệ nhân viên của GSK để được cung cấp những thông tin phù hợp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần thảo luận với tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Quý vị có thể là đặt cái câu hỏi ở trên phần mềm Webex hoặc là thông qua cái đường link mà chúng tôi đã gửi sẵn. Thì xin mời những cái câu hỏi đầu tiên ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên đó là xin phép tiến sĩ Hương chia sẻ mục tiêu nào là quan trọng hơn đối với bệnh nhân hen nhẹ, ngăn ngừa triệu chứng hay là điều trị đợt cấp, và thứ hai là việc điều trị bằng corticosteroid thường xuyên có vai trò thế nào? Xin mời bác sĩ. Rất là cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Đối với hen nhẹ, mục tiêu quan trọng hơn đối với bệnh nhân hen nhẹ là ngăn ngừa triệu chứng hay điều trị đợt cấp thì theo tôi vẫn là cả hai. Thực ra hen nhẹ thì cái triệu chứng nó ít lắm, cho nên hầu như bệnh nhân của chúng ta hen nhẹ lại nằm trong cái nhóm mà có thể bị đợt cấp và thậm chí đợt cấp nhập viện và thậm chí là tử vong. Đây là những trường hợp rất là đáng tiếc, có thể là quanh năm suốt tháng bệnh nhân không có vào cơn hen, bệnh nhân không có triệu chứng. Cho nên điều này dẫn tới việc bệnh nhân là không có sử dụng ICS và bệnh nhân có thể thủ những cái chai Vancomycin khi nào có triệu chứng xịt mấy nhát bệnh nhân bớt thì coi như bệnh nhân không có quan tâm nữa. Nhưng mà tuy nhiên cái vấn đề và điều trị đợt cấp của bệnh nhân cũng rất là quan trọng, đặc biệt là đệm tim bên dưới. Chúng ta vẫn phải quan trọng hết những cái mục tiêu điều trị này, triệu chứng cũng như là đợt cấp. Nhưng mà theo tôi đối với hen nhẹ thì triệu chứng người ta không có nhiều, tuy nhiên cái đợt cấp chúng ta vẫn phải dự phòng cho bệnh nhân, có nghĩa là ngăn ngừa triệu chứng hiện tại và dự phòng nguy cơ cho tương lai, chúng ta đều phải làm hai câu chuyện đó. Và việc điều trị ICS thường xuyên có vai trò thế nào, như hồi nãy tôi cũng nói là ICS thì đó, bản chất hen của mình là viêm mà, cho nên cái chuyện mà chúng ta phải điều trị viêm là cái chúng ta phải làm thường xuyên. Và đối với những bệnh nhân đó thì cũng chia ra những cái nhóm bệnh nhân. Chúng ta biết là nếu mà hen từ nhỏ, hen ở những trẻ em thì cũng có những cái thời điểm là chúng ta có thể nâng được ICS. Tuy nhiên đối với những người lớn và hen vị thành niên á thì cái chuyện mà chúng ta nâng ICS đột ngột thì nó sẽ có thể là bệnh nhân có thể kéo dài được cái không có triệu chứng một thời gian dài. Nhưng mà bên dưới đó thì chúng ta cũng không có đề cập tới, hoặc là chúng ta thậm chí chúng ta cũng không có theo dõi cái chuyện viêm, cái nền viêm bên dưới của bệnh nhân còn hay không, có thể là có những cái tái cấu trúc đường thở hay không. Đặc biệt là những bệnh nhân hen mà lớn tuổi ấy, thì chúng ta phải lưu ý. Cho nên đối với những bệnh nhân hen người lớn thì cái chuyện mà ngưng luôn ICS là cái chuyện cũng không nên, bởi vì chúng ta không được đánh giá được hết. Và đương nhiên chúng ta sử dụng ICS với cái liều thấp nhất mà có hiệu quả ngăn ngừa đợt cấp cho người bệnh. Cái này nó cũng thay đổi theo tùy người bệnh chứ không phải là ai cũng giống ai. Và đối với bản thân tôi, khi mà tôi điều trị cho những bệnh nhân người lớn thì tôi cũng thực sự tôi cũng không có dám ngưng ICS đâu, mà tôi sẽ sử dụng cái liều thấp nhất. Mà đương nhiên là ở cơ sở của chúng tôi cũng có những cái công cụ để chúng tôi có thể đánh giá được cái chuyện đó, ví dụ như FNO để có sẵn để mình có thể đánh giá được. Cho nên đối với tôi thì tôi cũng không có ca nào người lớn mà tôi dám ngưng. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hương. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi tiến sĩ Hương, việc bệnh nhân cắt cơn bằng Simicort trong liệu pháp mạt có thể lên đến 6 liều một ngày thì có nguy cơ nào dẫn đến việc lạm dụng Simicort để cắt cơn giống như là khi lạm dụng Sa-pa không? Xin mời bác sĩ ạ. Thì một câu hỏi cũng rất là thú vị ha. Tại vì Simicort người ta cũng có những cái đặc tính là có thể vừa ngừa cơn vừa cắt cơn. Nhưng mà nếu bệnh nhân này thì chúng ta phải coi lại cái người bệnh nè.
Nếu người ta cứ sử dụng silicon trong mạc lên đến 6 liều một ngày, nếu mà chỉ một ngày 2 ngày thì cũng không thành vấn đề đâu, nhưng mà nếu ngày nào cũng như ngày đấy thì chúng ta phải coi lại đó. Có những bệnh nhân nếu mà nhiều triệu chứng quá mà ngày nào cũng phải sử dụng tới liệu pháp cắt cơn á, thì chúng ta phải xem lại cái điều trị duy trì của chúng ta như thế nào, cái chuyện bệnh nhân có tránh yếu tố khởi phát hay không, bệnh nhân có sử dụng thuốc đúng hay không thì chúng ta phải coi lại. Và nếu mà tại vì mỗi lần liệu pháp SMAC thực ra chúng ta cũng có đưa một cái liều ICS vào đó rồi, thì cái này nó cũng khác biệt với từng bệnh nhân, chúng ta vẫn phải xem lại từng bệnh nhân. Nếu ngày nào cũng như ngày nấy, lúc nào cũng phải xài tới 6 tới 8 liều, ngày nào cũng giống ngày nấy, chúng ta phải coi trên những bệnh nhân này thì theo tôi là chúng ta phải coi lại những cái vấn đề kiểm soát khác, sử dụng dụng cụ tránh yếu tố khởi phát. Mà giả sử những cái yếu tố này chúng ta kiểm soát được hết rồi thì lúc đó những bệnh nhân này thì chúng ta nên sử dụng chuyển qua cái liệu pháp điều trị truyền thống, có nghĩa phải có một cái nền viêm cố định cho người bệnh. Cũng có thể với chính sản phẩm Simbicort thôi chứ không cần phải chuyển qua một cái sản phẩm nào khác. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hương. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi liên quan đến Gina. Gina cho rằng trách một là ưu tiên cho các bệnh nhân tuân thủ kém, tuy nhiên là bệnh nhân vẫn cần tuân thủ điều trị với mạt là 2 hít một ngày. Vậy liệu việc bệnh nhân không tuân thủ thì sẽ ảnh hưởng tới cả 2 trách hay là không? Xin cảm ơn. Xin mời bác sĩ ạ. Có nghĩa là ở đây thì thực ra cái Gina ra thì cũng chỉ là chắc một chắc hai, thực ra cũng có nhiều ý kiến trái chiều chứ không phải là hoàn toàn là đồng thuận. Tuy nhiên mình biết là 50% bệnh nhân của mình là không có tuân thủ thì sẽ đưa ra một cái hướng chắc một là cho những bệnh nhân mà cái cách người ta có nghĩa là những người rất là thích tự do, người ta không có tuân thủ theo bác sĩ mà người ta chỉ thích làm lúc nào cho. Đặc biệt là những người trẻ đó, khi mà nói anh phải mang chai thuốc này anh phải xài hàng ngày, chai thuốc kia anh cắt cơn khi cần, này có những giải thích cách nào bệnh nhân cũng không tuân thủ, thì lúc đó chỉ có cách là chúng ta sử dụng liệu pháp mạch. Và đương nhiên là ít nhất là cũng mỗi lần chúng ta sử dụng SABA, ở đây là ACF phosmoterol, nó cũng có những cái giá trị là nó có thể cắt cơn ngay lập tức, thì ít nhất là khi chúng ta sử dụng ICS SABA như vậy trong những cái đợt cấp như vậy thì ít nhất chúng ta cũng cung cấp được cho bệnh nhân cái liều ICS chứ không phải là chỉ sử dụng SABA không đó. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, đây là một câu hỏi liên quan đến cái lạm dụng Sa-pa. Thì bác sĩ Hương có nói rằng giáo dục bệnh nhân là yếu tố chính yếu để giải quyết tình trạng lạm dụng Sa-pa. Vậy thì xin hỏi kinh nghiệm của bác sĩ nên tư vấn như thế nào để bệnh nhân dễ dàng tiếp nhận và sử dụng Sa-pa đúng và phù hợp ạ? Cái câu hỏi này thực ra là cái câu hỏi khó đó, đối khó giải quyết trong thực hành lâm sàng đó. Đối với những người đã lạm dụng SABA là người ta có một cái niềm tin là người ta lạm dụng, có nghĩa người ta lạm dụng mà ta sử dụng nhiều năm nhiều tháng theo cách đó rồi, thì chúng ta đương nhiên những bệnh nhân mà đã có niềm tin với cái cách sử dụng của người ta thì chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian để tư vấn cho người bệnh. Có nghĩa chúng ta phải nói là chai thuốc này ngừa cơn, chai thuốc này cắt cơn. Nếu mà sử dụng SABA nhiều á thì chúng ta phải đưa ra những hình ảnh là có thể giảm triệu chứng lúc đó, nhưng càng ngày về sau chúng ta càng phải lệ thuộc vào nó. Có nghĩa chúng ta cứ nói cho bệnh nhân là lờn thuốc, mà bệnh nhân chúng ta cứ nghe lờn thuốc là bệnh nhân sợ. Rồi chúng ta sẽ chỉ cho người bệnh, có nghĩa là khi mà bệnh nhân hen có thể có một cuộc sống hoàn toàn như người bình thường, có nghĩa là vẫn sinh hoạt, vui chơi, giải trí, thể thao, tất cả mọi thứ như bình thường. Chỉ khác người bình thường, người ta phải tránh yếu tố khởi phát và người ta phải sử dụng thuốc ngừng cơn hàng ngày. Còn nếu bệnh nhân cứ phải sử dụng thuốc cắt cơn như vậy, có nghĩa là chuyện này không tốt cho người bệnh, thì sẽ dẫn đến lờn thuốc, sẽ dẫn đến những cái hậu quả về sau. Thì nói chung là chúng ta phải tùy người bệnh để chúng ta hỏi hoàn cảnh, và chúng ta cũng phải giải quyết cho bệnh nhân tại sao bệnh nhân lại lạm dụng SABA. Chúng ta phải giải quyết cái gốc cho người bệnh. Có nghĩa người ta lạm dụng SABA không phải người ta muốn đâu, tại vì có khi người ta triệu chứng hoài, ngày nào cũng lên triệu chứng thì đương nhiên người ta phải sử dụng thuốc cắt cơn rồi, thì chúng ta phải tìm hiểu coi cái điều trị mà căn bản, có nghĩa điều trị nền viêm với công thức cái ICS chúng ta đã làm tốt hay chưa. Đó, tôi nghĩ cái đó là cái căn bản. Khi mà chúng ta làm tốt được cái giải quyết nền viêm bên dưới, chúng ta hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc đúng, tránh yếu tố khởi phát,
thì lúc đó bệnh nhân đâu còn triệu chứng nữa đâu, và không còn triệu chứng thì đương nhiên người ta sẽ không cần phải sử dụng tới những thuốc Saba nữa, và cũng phải tư vấn cho người bệnh là thuốc này dự đoán là tôi cho thuốc như vậy là chú hai bác thì xài hàng ngày, tuy nhiên không có hiệu quả ngay lập tức đâu, và có thể 1 tuần 2 tuần thì chúng ta phải cho bệnh nhân một cái hình ảnh như vậy, người ta tin tưởng như vậy người ta mới theo chúng ta. Đó là cái cách mà trong thực hành là tôi hay phải làm. Có nghĩa chúng ta vẫn phải hỏi, chúng ta phải tự hỏi chúng ta là tại sao bệnh nhân này vẫn lạm dụng Sa-pa, để chúng ta giải quyết cái nguyên nhân cơ bản gốc cho bệnh. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Hương. Như vậy là mình rõ ràng cũng nói rằng giáo dục bệnh nhân là yếu tố hết sức là quan trọng để tránh cái tình trạng lạm dụng. Tuy nhiên là khi mà áp dụng vào cái thực hành lâm sàng thì mình cũng có những cái phương pháp hoặc là khác nhau tùy vào từng đối tượng bệnh nhân để có thể giúp cho bệnh nhân hiểu được và tránh cái việc lạm dụng và kiểm soát được hen phế quản. Câu hỏi trên cũng đã kết thúc cái chương trình hội thảo trực tuyến về hen phế quản của GSK phối hợp với Hội Phổi Việt Nam ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương đã dành thời gian tham dự, cũng như là có những có phần trình bày hết sức là chi tiết, và xin cảm ơn quý bác sĩ đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý bác sĩ trong những cái chương trình hội thảo trực tuyến tiếp theo. Xin chào. Cảm ơn quý đồng nghiệp, cảm ơn công ty GSK. Xin chào.